đã gần được nửa bộ rồi. Giờ là lúc ta cần đem tới bước ngoặt cho người đọc. Hạn chót là thứ hai. Tôi muốn đổi gió, bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn anh đã chuyển đến đây. Chắc anh trốn đến đây để sáng tác phải không? Này, đây là nhà tao đấy. Đón xem bộ phim Ngôi nhà thu hút mèo trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC.